chơi vape lâu rồi, bây giờ tôi mới biết Lau Phát X chơi béo rất ngon. Với sự xuất hiện của Lau Phát X, làn sóng siêu khói siêu vị một lần nữa lại trỗi dậy, đem lại cho Linh và những anh em vapper khác một sự hào hứng và phấn khởi. Xưa giờ những anh em mà chơi khói đa số anh em đều chuộng chơi hương vị trái cây, và đặc biệt là những anh em fan cứng của Lau Phát thì có khá là nhiều anh em cũng hay thắc mắc với mình từ khi con Lau Phát X này ra mắt, đó là cái con này nó chỉ chơi được trái cây ngon hay là con này có khả năng băm béo rất là ngon. Tin bao chuẩn luôn, anh em có thể tin tôi. Vì sao? Tôi làm chục bạch mà, ngon tôi mới giới thiệu tên em. Tại sao Linh đã nói em Lau Phát X này chơi béo rất là ngon? Thì trước đó Linh đã có làm một clip review chi tiết về cái em Lau Phát X này rồi, thì anh em nếu mà chưa xem thì có thể xem lại. Còn ở đây thì Linh sẽ nói sơ và nói nhanh qua về cái em Lau Phát X này. Thì ở cái em Lau Phát X này đã có rất nhiều cải tiến, ví dụ như là mình sử dụng pin rời nè, mình có thể tăng giảm quá tùy chỉnh được cái công suất mà mình muốn nè. Tiếp sau đó là mình có thể tùy chỉnh được cái lỗ gió sao cho nó thoáng bí vừa phải, cho nó phù hợp với lại cái cách sử dụng cá nhân của mỗi người. Thì ở cái em này tại sao lại có thể chơi béo ngon, thì khi mà mình sử dụng cái OEC 0.6 với mình có thể giảm bớt gió và công suất xuống lại thì nó đánh béo lên rất là ngon. Đơn cử đây thì Linh đang trải nghiệm OEC 0.6 với lại chai diesel 80V. Thì chai này mang hương vị là gì? Vanilla ice cream và caramel. Thì khi mà Linh trải nghiệm á, Linh cảm thấy rằng là cái hương vị vanilla nó rất là thơm nha, béo béo ngậy ngậy nè, rồi nó có một chút cái hương bánh cho nên có một cái cảm giác là không có bị ngậy quá hay là béo quá. Đây đây, nhắc tới là nổi da gà nè, cảm giác rất là sướng. Cái hậu lên caramel rất là thơm, nó không có kiểu bị ngọt cắt cổ, rất là dễ chịu luôn. Trong cái chai này mặc dù cái hương vị nó không có ghi là có hương quế, nhưng mà Linh lại cảm nhận được có một chút xíu hương quế ở hậu. Và cái độ béo ngậy của chai này á, Linh đánh giá rằng là nó tầm mức khoảng 7-8/10. Nó không có kiểu bị quá ngậy mà cũng không quá ngọt. Cho nên là những anh em nào mà yêu thích mà kiểu béo béo ngậy ngậy á và trải nghiệm trên Lau Phát X thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Để có những trải nghiệm tốt nhất với những chai béo phi bay á ở trên em Lau Phát X này thì anh em á nên sử dụng cái OEC 0.6. Gió thì chúng ta nên đóng một nửa lại, và nếu mà được nữa thì anh em nên có thêm một cái connector để chúng ta chuyển từ cái rip tiếp 810 này xuống cái rip tiếp 510, thì chúng ta sẽ có đầy đủ về cái trải nghiệm và hương vị. Nó không quá ngọt mà không quá gắt mà rất là đậm vị, rất là thơm cho chúng ta. Thì có những anh em nào mà kiểu thích sốc hơn một chút xíu thì chúng ta có thể sử dụng với lại OEC 0.25 hoặc là 0.17. Nhưng mà Linh thì không khuyến khích sử dụng hai cái loại OC đó, bởi vì nó sẽ kiểu bị ngọt hơi gắt cổ, nó không có cho chúng ta một cái cảm giác được smooth khi mà chúng ta trải nghiệm. Cho nên là 0.6 vẫn là hợp lý nhất. Recommend cho anh em một số chai béo ngon chơi trên Lau Phát X. Thì trước hết là chai diesel 80V, khỏi nói rồi, nay cầm chai này mà. Tiếp đến là chai Wattmill cũng của 80V, và thêm đó nữa thì chúng ta sẽ có chai D21 nè, rồi Watt Drip. Đây là những chai mà Linh đã trải nghiệm trên Lau Phát X này. Thì nếu như có anh em nào mà đã từng trải nghiệm những chai béo trên Lau Phát X này mà thấy cảm thấy ưng ý á, thì anh em hãy để lại bình luận bên dưới video để cho những anh em khác cùng biết nha. Còn những anh em nào mà muốn biết thêm cái trải nghiệm của Linh về em Lau Phát X cũng như là chai diesel này, nhắn tin trực tiếp cho Linh sẽ chia sẻ cái trải nghiệm cũng như là cảm nhận của Linh tới với anh em.